sát cái này luôn đi ba. Đường mà khó mà thấy xe cũng chạy ra vô thì mình có làm sao ta chơi cho nó. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi nó không còn nữa không thấy. Nó còn quá rồi. Còn đây cái nón này coi, đá nón này coi.
Coi coi. Lại đứa Út coi coi. Nè. Rồi. Rồi, chạy đi theo quả kìa, bà ngoại đi kìa. Lượm luôn. Cái nào cũng có cái hộp. Đúng không? Con với chị cầm cái này đi, nó bỏ vô đi. Con chị cầm vỏ đó đi đi. Bỏ vô luôn. Cái nào có hộp lụm bỏ vô. Gì vậy? Đổ điều trong đó đâu, đóng ra để đó 20 lạng. Đổ ra ngoài quầy đất á, cho mẹ dặn cái hộp điều, lấy cái hộp điều á. Hiểu không? Đổ cái vỏ trong hộp điều trong cái vỏ đi ra ngoài đất, đúng rồi đó. Đổ lên. Mạnh lên, đứng dậy luôn. Đó, đúng rồi đó. Rồi đi lượm tiếp đi. Hai để đó cho mẹ Di dặn học điều. Con ngồi đó dặn cho mẹ Di dặn học điều luôn. Con dặn được không? Được. Rồi Di ngồi xuống dặn đi. Rồi đúng rồi, lấy cái hộp á, bỏ vô cái vỏ. Cái trái thì dục vô gốc cây luôn. Cái trái dục trên đây nè. Trái dục trong cái lỗ nè. Mạnh lên. Không dẫn được. Không dặn được để cho mẹ dặn, con đừng có dục. Con dặn trái nào dặn được thì dặn. Rồi dặn ấy. Ờ dọc ơ. Lụm muốn lụm nó dặn dọc. Lụm đỡ dơ không chịu. Đấy con, đi con. Đi luôn quá. Bây giờ nhà quả nhà tắm rửa. Cái này dặn được, dặn không được cả được này rồi.
bay dặn luôn á ta. Mai phụ mẹ nữa nha. Nhớ ngồi nhớ quay mình đi cho nhiều nhiều dân chức coi. Có được. Em không có luôn. Thì dặn dân nước dữ ta. Trời ơi bạn còn nghiến răng à. Dặn xong hai giờ chắc rụng răng hết quá. Con lượng mới tới 99 vậy nè con dặn. Mới tới 9 vậy nè. Có. Mà đông bi mà đông không mà sơ hở như vậy hả? Tại vì sao hả? Đau quá hả? Cục màu xanh xanh nó cứng quá hả? Sai con dơ không? Hai con dơ hơn một kỹ rồi mới đồ đau. Thank you.
Đây nè, cái này quá trời trái nè. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của LuBu Live Vlogs. Hôm nay là mình sẽ dẫn cho các bạn để xem cái vườn điều ha các bạn. Vườn cái điều ha. That's what I like. Cashew. Right? Today I visit the garden cashew. So they come and have this one for and leave this one. Don't need, but this one you can eat very delicious and squeak. Okay, and maybe I eat now one. Có vị chát các bạn, ngọt. Feel nice. Has two color, yellow and red. Red. So, but I eat the yellow one. So squeak. And I have cashew. This one we sell for her money. Okay, see you later, and don't forget to subscribe my channel LuBu Live Vlogs. See you later.